Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta, như bâng khuâng trong gió đưa, vang vọng giữa ba đình. Lời người thu năm ấy, màu cờ thu năm ấy, vẫn đây xanh trời mây. Và bây giờ là bộ sưu tập của nhà thiết kế Anh Vũ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Năm chói chang rực rỡ, Hà Nội ơi náo nức bài ca vẫn âm vang trong lòng ta. Mời quý vị đến với bộ sưu tập của nhà thiết kế Thanh Danh, thành phố Hồ Chí Minh. Thank you.
bây giờ xin được giới thiệu tới quý vị bộ sưu tập của nhà thiết kế Thương Huyền đến từ thủ đô Hà Nội. Cũng như vẻ đẹp của trường tồn của sông Hương và núi Ngự, áo dài Huế là nét đặc trưng của đất cố đô vẫn được lưu truyền và gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Trong câu chuyện về tà áo dài vì thế không thể thiếu nét đẹp của áo dài Huế. Những ai đã từng đến Huế chắc rằng đều biết được những con đường mà ở đó có thể chiêm ngưỡng áo dài với rất nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau, được nâng niu qua bàn tay tài hoa của những người thợ thủ công Huế. Có thể rất mơ hồ, có thể khó nắm bắt, nhưng trong những chiếc áo dài Huế có một vẻ gì đó vừa kêu xa, đài cát và dịu dàng của những bước chân cung đình. Và cảm xúc đó đã theo những nhà thiết kế Việt Nam hòa lẫn với niềm đam mê sáng tạo. Có lẽ chính vì những lẽ đó mà lễ hội áo dài luôn là một hoạt động không thể thiếu và được công chúng mong đợi mỗi kỳ Festival Huế. Và bây giờ quý vị sẽ cùng thưởng thức bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hoa đến từ thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự tham gia của nhóm Thỏ Lạ. Thank you.
bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức bộ sưu tập áo dài cưới của nhà thiết kế Kiều Việt Liên đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ sẽ là bộ sưu tập của nhà thiết kế Ngân Khai đến từ thành phố Huế.